Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học Subscripting Automatic Report. Trong video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sẽ xuất cái báo cáo ra file Excel ha. Thì bây giờ mình sẽ comeback lại cái màn hình ban đầu và mình đã có một cái script ở video clip trước mình sẽ run. Thì sau khi mình run, mình đưa parameter, mình đưa filter vào thì mình sẽ còn lại ở đây là hai dòng dữ liệu đúng không ạ? Đó là cái bài trước của chúng ta. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ mở scripting record lên và chúng ta sẽ đưa vào đây một cái script số 2 chẳng hạn. Và chúng ta bắt đầu ghi cái thao tác là export ha, to Brexit. Thì khi export to Brexit nó sẽ yêu cầu chúng ta điền vào đó một cái directory, có nghĩa là một cái đường dẫn. Thì chúng ta đưa cái đường dẫn này vào đây. Trong thực tế các bạn có thể browse được đến cái đường dẫn này thì phải, nhưng mà đây là cái môi trường test. Thì mình thấy rằng là mình có thể copy paste ha. Và cái file name thì các bạn có thể đưa vào đây là m2m.06.06.2023 chẳng hạn, ví dụ là như vậy. Hình như cái file đã có rồi thì mình sẽ gạch số 1 cái. Generate, bấm allow, bấm allow. Thì sau khi allow xong thì SCP nó sẽ tự động mở cái file đó lên luôn ạ. Mình sẽ kết thúc cái code ở đây. Mình kiểm tra lại xem có đúng không. À đây, nó tạo ra cái file gạch 1 rồi ha. Cái script số 2. Rồi thì mình sẽ đi xem cái script này. Ok. Rồi chúng ta đã có script. Thì chúng ta thấy script là gì? Đầu tiên là nó sẽ đưa vào cái menu số 0 ở trong cái ngữ cảnh là mình chuẩn bị lưu file đó. Xong đến menu số 3 và menu số 1, nghĩa là nó phân tầng menu. Này, một chút mình sẽ mô tả lại trên trên sách xem như thế nào. Sau đó chúng ta đưa vào đây một cái đường dẫn, đúng không ạ? Và cái tên file mà chúng ta cần. Và cái này thì chúng ta sẽ không cần thiết. Câu lệnh này chúng ta không cần ha. Rồi chúng ta có thể copy cái dòng lệnh này. Chúng ta đưa vào trong cái script của chúng ta. Chà, tới đây. Ok, bây giờ thì mình giả dụ rằng là mình lưu nó ở file số gạch 2. Thử xem là nó có đúng như vậy hay không ha. Rồi, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ tắt code ở đây. Chúng ta sẽ quay trở lại màn hình gốc ban đầu của SCP. Và chúng ta cứ vậy mà chúng ta chạy code thôi. Nào, chúng ta cùng quan sát nha. Rồi, bắt đầu là nó đang lọc dữ liệu đúng không? Sau đó thì kích thích. Để xem behavior của nó có vượt qua cái đoạn này hay không. Rồi, nó có lẽ nó sẽ yêu cầu chúng ta phải bấm. Thì để mình bấm vô remember ha, để xem lần sau nó như thế nào. Rồi, xem cái file đó. À, nó có cái file rồi. Tuy nhiên mình thấy nó vẫn còn phải bấm hai cái nút vừa rồi, thì để xem là nãy mình chưa có bấm cái nút remember đó, thì bây giờ mình chạy lại lần nữa xem có đúng như vậy không ha. Thì mình kiểm tra cái file trước cái đã. Mình thấy đây là cái file là 0102 rồi. Ok ha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với màn hình coding của mình. Mình chạy lại một lần nữa và mình muốn cái file nó là 03. Thử xem nó như thế nào nhé. Rồi chúng ta back ra ở đây. Chạy đây. Ok, lần này chúng ta đã bấm remember rồi, cho nên là code nó có thể chạy rất là nhẹ nhàng và nó vượt qua luôn, đúng không? Đến 03. Thì đây là tình huống thứ nhất, là chúng ta mỗi lần chúng ta tạo ra một cái báo cáo và chúng ta đặt cái tên nó khác. Như vậy thì trong trường hợp như chúng ta tạo báo cáo và chúng ta muốn ghi đè, tại vì rõ ràng cái báo cáo tạo ra nó cũng chỉ là raw data thôi đúng không? Chúng ta muốn ghi đè nó lên thì sao? Thì tạm thời chúng ta sẽ cho nó chạy code lại một lần nữa và chúng ta vẫn để nguyên cái tên nào đó, ví dụ tên gạch 1 đi ha. Mình sẽ bỏ hai cái file này đi. Mình vẫn muốn là luôn luôn nó có chữ gạch 1 ở trong đó. Thì để xem lần tiếp theo này nó chạy như thế nào. Thì mình sẽ đưa vào trong cái code của mình. Cái đoạn này nè các bạn. À, chỗ gạch 3 này mình chồng lấn nó vào thành gạch 1 và mình chạy lại cái code. Để xem cái behave của nó ra làm sao ha. Thì gạch 1. Ok. Thì bạn thấy nè, nếu mà chúng ta ghi gạch 1 á, rõ ràng là nó sẽ nói rằng là đang cố gắng access vào cái file gạch 1 này. Mình có muốn grant access to the file hay không? Rõ ràng code mình không có muốn hiện ra cái này và mình muốn là nó chạy luôn. Thì bạn nhìn qua đây lưu ý ha, nhìn chỗ này lưu ý. Nếu mà nãy cái code của chúng ta viết ra là chúng ta bấm vào nút generate, cho nên là nó sẽ hỏi cái này. Còn nếu mà chúng ta bấm replay thì rõ ràng là nó sẽ replay luôn các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ
allow, chúng ta cứ allow ở đây được chưa, và nó ghi là gì, auto already exit, và nó dừng lại tại vì sao, nó có file thì mình phải bấm relay thì cái code nó mới chạy được chưa. Ok, như vậy thì mình sẽ cần phải chỉnh một cái code này lại một chút xíu ha, sao cho nó automatic replay. Thì quay trở lại code thì mình sẽ để ý nè, sở dĩ mà mình generate là vì á, cái câu lệnh cuối cùng á là mình chọn vào cái button không ha, mà bạn nhớ rồi, bạn nhớ là cái ngay từ video clip đầu tiên là mình nói là những cái button này nó có cái vị trí thứ không á, thì được hiểu là thứ nhất ở trong lập trình, thì nó cái số đầu tiên nó bắt đầu từ không, từ trái qua phải các bạn, cho nên bây giờ tôi đoán hồi nãy là generate rồi replay đúng không, bây giờ tôi sửa thành số 1 được chưa, như là tôi sẽ replay cái file này luôn. Rồi chúng ta cùng xem lại nha, đây là cái file gạch 1 đúng không, và trong code của chúng ta cũng là gạch 1 luôn. Rồi chúng ta chạy thôi, trước hết là chúng ta ra màn hình SCP Zero ban đầu và chúng ta sẽ cho cái code này nó chạy và chúng ta cùng quan sát. Rồi chạy để xem nó có tự động replay hay không ha. Thì bình thường á, trong cái cách làm việc ở trong môi trường thực tế là các bạn thường replay, tại vì ok bây giờ là nó có gì đó sai sai ha, nó có gì đó sai sai và chúng ta debug ở đây. Đây chúng ta đoán thôi, chúng ta đoán là nó là button 1 nhưng thật ra là button 1 không phải ha. Thì đôi lúc chúng ta đoán nó cũng không đúng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ stop cái code này, chúng ta sẽ record lại cái thao tác replay xem nó như thế nào. Ok ha, rồi chúng ta làm tiếp tục nè, mở màn hình script lên. Đấy, cái đây cũng là cái cách mà các bạn học ha, rất là đơn giản. Các bạn ghi lại thao tác là một lần nữa để xem nó như thế nào. Rồi ok, chúng ta cho nó cái đường dẫn vào trong này. Làm cho nó một cái tên file y chang như cái tên mà chúng ta mong đợi luôn, và chúng ta sẽ thử xem cho làm sao nhé. Ok rồi, tới đây chúng ta bấm replay nè, đó, và SCP nó sẽ replay cái file đó, được chưa? Mình không thấy bị hay VR gì hết thì mình tắt ha, để xem nó có thực sự là nó có ra hay không, vì nó đã bấm replay rồi. Mình tắt cái file này đi. Thì bây giờ mình sẽ coi cái code ha. Cái code của nó ở đâu? Script số 3 đúng không? Đây, thấy chưa? Hồi nãy mình nghĩ là button 1 nhưng đây lên tới button 11 lần. Đó, đôi lúc chúng ta tưởng nhưng mà không phải thì sao? Rồi chúng ta có thể sửa ở đây. Button 1 mình ghi vô thành 11. Ok. Rồi, hy vọng lần này sẽ hoàn toàn chính xác nha. Rồi màn hình code ở đây nha. Ok, để đảm bảo là không có gì lỗi xảy ra là mình đã tắt hết cả file Excel ha, mình để lại cái file Excel gạch 1 này ở đây và mình sẽ cho nó chạy thôi các bạn. Ok, hoàn chỉnh nha. Sau khi là nó replay xong nó sẽ tự động mở lên cái file cho các bạn luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video clip tiếp theo.